mắt nhìn trần đó niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến đông qua. Đó, rồi bây giờ có nhiều người chấp, nói mình niệm Di Đà thôi không về Tây Phương rồi về Long Hoa, cái bỏ cái bài đó không có niệm, thì cái đó cái sai lầm của mình. Về Long Hoa cũng như về Tây Phương, cái cõi Tây Phương á, thì cũng chỉ sống có 10.000 năm thôi, nó ngang với cõi trời sắc giới. Dạ, thưa ông Năm, mà thí dụ cúng lại rồi mình cầu nguyện cái bài đó cũng được nữa hả ông Năm? Đúng rồi, sau khi mình cúng lại rồi, dạ, hay hoặc trước khi cũng được nữa. Dạ, mình đọc cái bài đó càng nên tốt. Nó con khùng. Ừ, chứ không sao hết đó. Nên nó con khùng đi đọc cái bài tào lao. Nói vậy đó. Dạ, cái, cái số nó, người đó nói vậy, nói vậy là có lỗi á. Nói vậy là có lỗi chết ạ. Mấy người đó nói vậy là có lỗi với bề trên, khó. Cái đó là lời của Phật dạy nghe quý vị, quý vị cảnh giác cho đó nghe. Nói gì thôi, cái đó lâu lắm rồi mà lúc nào cũng đọc, quý vị cũng đọc bài Mắt Nhìn Trần Đỏ Niệm Di Đà. Nhắc lại cái quý vị nào nãy đang nói đó, nói về câu cho đó cô này nói đó ha. Thì quý vị mà bác đó là quý vị sao đọa địa ngục nghe, đó là lời nói của từ được Đức Phật nói nghe quý vị. Những người này người ta hỏi về những pháp môn tu của trong kinh Phật. Tu theo lối cũ là sao? Dạy tu theo lối cũ là sao câu đó? Thường thường ta dùng cái lối cũ là muốn nói tiêu cực. Cái hạnh không tiến quá, lỗi thời, không phù hợp. Gọi là lối cũ. Thì bây giờ trên thực tế, đó trên thực tế cái lối tu của những người bây giờ phần nhiều là lạc vào thần tú, âm thanh sắc tướng độc tụng võ mỏ cất chùa, chứ không nhận ra cái chân lý của mình để tu giải thoát, thì tạo nhiều tội lỗi. Tội cách nào? Thọ của đàn na, xài phung phí đó, tội lỗi. Hồi xưa cái giới của Phật 250 giới là tùy kheo không được giữ tiền. Như vậy là khác hơn hành Phật rồi, không giống hành Phật nữa. Cho nên mình người tu phải dè dặt, phải ý thức vấn đề đó. Đó là lối cũ. Hồi chưa tu vẫn sai lầm. Bây giờ phát nguyện tu rồi, theo Phật, theo Thầy quy y rồi, mà vẫn tội lỗi, vẫn sai lầm. Đó là tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Tu như vậy, chết dắt xuống Diêm Vương trị tội. Bây giờ tu phải tu tiến bộ, phải tu lối mới. Chưa tu thì kênh kênh. Tu rồi dí thể như chim phụng vàng, chưa tu thì xấu xa tội lỗi, chưa tu còn bây giờ đã tu rồi sửa nên một con người tốt đẹp, đó là tu lối mới, tu vô vi chứ không phải ở hình tướng. Cái quý vị nào hỏi về trong kinh Phật mà tứ diệu đế bắt chánh đạo nè quý vị, nếu mà giảng ra thì nó dài vậy lắm, thôi bây giờ để ông Năm nói vắn tắt thôi, để cho chú nói vắn tắt về tứ diệu đế bắt chánh đạo thôi, chứ này chú giảng lâu dữ lắm. Hai cái này nó dài vậy lắm. Đúng rồi. Nói chánh đạo, nói cho vắn tắt cho đồng đạo hiểu thôi. Tứ diệu đế là danh từ nói theo kinh. Còn nếu dịch ra cho mình dễ hiểu là thầy nói tứ diệu đề. Tứ diệu đề nó cũng là tứ diệu đế. Khổ đề, tập đề, đạo đề, diệt đề đó. Khổ đề là gồm các sự khổ trong đời, tập đề là gồm các tập nhân sinh ra quả khổ, đạo đề gồm có 8 đường chánh là bát chánh đạo đó, diệt đề là phương pháp diệt khổ hiệu quả niết bàn, đó gọi là tứ diệu đề. Còn bát chánh đạo thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, rồi chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định, đó là 8 điều chánh, là 8 chiếc lò để đi đến cái chỗ giải thoát. Không cần phải đi hết 8 chiếc mà chỉ đi một chiếc cũng dẫn đến nơi đến chốn. Ý nói trong bát chánh đạo mình thành được một chánh thôi, một chánh định hay Phật, một chánh kiến cũng đủ để mà thành Phật. Đại khái là như vậy. Thì giờ rất ít, tôi chỉ nói đại cương thôi. Mong quý vị quan hỷ cho. Quý vị nào hỏi đó thì quan hỷ cho ông Năm nghe. Bị giải cái đó ra là dài lắm. Đây, hỏi nói trang rồi chưa? Còn là sau khi chết nghiệp, còn nay còn mắt hay còn? Sau khi cái mình chết rồi nghiệp còn hay mắt? Cho đồng đạo này hiểu. Kính thưa quý vị, có cái thân nó mới nương theo cái thân mà có vọng tâm,
mà có dụng thân tạo nghiệp rồi thì cái thân chết chứ nghiệp không chết. À, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, nó mạnh thì nở trước yếu tồn lại sau. Rồi luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi vừa chết được ít ngày rồi liền quỵ nghiệp đầu thai làm người trở lại nhớ ngay kiếp người đó. Có người ta nhớ kiếp trước người ta luôn, là chết sanh lại liền, còn nếu chết sanh lâu thì không nhớ, đều là bị cái nghiệp nó kéo hết. Chính thực tế như tôi nè, ban đêm có những ông nghiện rượu nghiện thuốc lại đây yêu cầu tôi diệt bỏ giùm. Mấy ông than với tôi nói ông Năm ơi, chúng tôi là người âm chết lâu rồi mà bệnh viện nó quá khổ đi ông ơi, thấy ông bỏ thuốc bỏ rượu rồi cho ta ban ngày được đó thì thôi bữa nay ban đêm mà nhờ ông bỏ cho tôi luôn, rồi tôi nguyện giá tôi bỏ cho mấy ông luôn. Đó là thực tế đàng hoàng, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn. Còn khỏe không? Dạ, rồi cái kế tiếp nữa. Đâu còn một hai câu thì làm dạ, cho hết luôn cho người ta đi. Dạ, bây giờ người đây hỏi nè. Người tự tử chết có tội không vậy ông Năm? À, cái người tự tử chết thì nó có hai cái liều bất lợi. Một là bất hiếu. À, cha mẹ sanh ra cái thân mình lúc nào cũng thương nhớ, cũng bảo vệ người con, phải giữ cái xác thân không tự tử, không một cái thương tích mới là con có hiếu. Cái thân mình đau khổ thì cha mẹ đau khổ vì mình là giọt máu của cha mẹ sanh ra. Đó. Còn một điều thứ hai, nếu nói theo kinh, cái người tự tử đó chưa hết cái nghiệp thì chết phải đầu thai trả cái nghiệp chứ không phải tự tử là khỏi. Bây giờ buồn rầu quá, đau khổ quá, tôi chết đặng cho hết khổ, không về chết khổ bằng hai. Cái xe hư thì ta đóng lại cái xe khác tốt hơn nữa cho bò trâu nó kéo. Chừng nào muốn khỏi mà kéo xe thì đừng có đầu thai bò trâu. Nếu đầu thai bò trâu thì phải kéo xe, không có bẻ xe bẻ ách gì được hết trơn. Thì người tự tử giống y như vậy, bẻ ách bẻ xe ta đóng lại xe khác bự hơn chắc hơn nữa cũng không ra khỏi được. Đại ý là như vậy, phải tu mới giải khổ chứ tự tử không giải quyết được gì cả. Nói thẳng là như vậy. Con ơi, chứ đồng đạo này hỏi như thay vì cái người mà chết mình đốt giấy vàng tiền bạc xuống có xài được không? Cái đó thì nói thì nó cũng chạm nữa đó, nhưng mà lời Đức Thầy chính xác, ai chạm nó chịu chứ không có xuyên tạc ai hết. Đức Thầy nói rõ ràng những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tiếng tiền vô lý, chưa thần tú và đều tà mị mà dắt nhiều quá tánh đời đường, thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hối. Đó là chính xác đó, mình bị người ta gạt lường cái bắt chước làm theo, rồi giờ thành cái lệ, mình bị Trung Hoa nó đồ hộ 1500 năm, rồi bây giờ cái phong tục mình cũng đốt bắt chước theo Trung Hoa chứ không dính dáng gì với cái đạo Phật cả. Đức Phật không bao giờ biểu mấy chuyện đó, thầy mình cũng không bao giờ chịu mấy cái chuyện đó, phải nhớ điều đó là quan trọng. Rồi vị đồng đạo này hỏi về cái chỗ ăn uống nè. Ngày thường ăn mặn á, các ngày thường, rồi ngày rằm á, chay giới, con ăn chay như vậy có được không Năm? Nếu nói được thì ăn một ngày cũng đỡ hơn không ăn, tu một ngày cũng đỡ hơn không tu, kêu mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Còn nếu nói trọn thì chưa trọn. Mình không ăn một ngày mà 29 ngày mình sát sanh thì bù lại đâu có nổi. Thành ra như vậy là chưa có trọn, cho nên phải ăn chay luôn thì mới trọn. Cái ý tôi thì như vậy. Cái hỏi còn ba câu này là câu 7, câu 8, câu 9. Cái này giải ra nhiều dòng, là dài dòng lắm quý vị ơi. Bây giờ hỏi câu thứ 10 đi, bỏ qua mấy câu đó đi ha. Người chết sau 49 ngày liên tục cầu siêu có được không ông Năm? Cho con đồng đạo hiểu. Thật ra đó thì nếu ông bà cha mẹ của mình mà có chết, mình cầu nhiều càng tốt chứ không có sao hết á. Còn nếu nhờ người ta thì phiền phức lắm. Nói cha mẹ mình, ông bà mình mà
bắt người ta cầu nguyện 49 ngày, ngày nào cũng đi. Coi chừng mình nói làm thì có phước, chứ coi chừng nó mất phước. Cho nên cái điều đó, cá nhân gia đình mình, con cháu mình lại tối ngày luôn, bao nhiêu cũng tốt. Nhưng mà đừng có yêu cầu người ta để giúp mình như vậy. Tôi đại khái là vậy đó. Cái quan trọng có cái không hiểu ai mà là để ông giải cho. Sao mà cái chú này ở xa mới đến đây hỏi chú. Tuồng đời như cá trong lờ, thọt tay như bắt sao còn kẹt hơm. Chú không hiểu chỗ này là như thế nào, nhờ chú giảng dùm cho đồng đạo này hiểu. Tuồng đời như cá trong lờ, thọt tay như bắt còn ngờ kẹt hơm. Tức là thấy con cá trong lờ nó mắc kẹt rồi, dễ bắt lắm. Nhưng mà thọt tay vô thì cái hôm ta làm cái ghim chứ không à. Bắt rồi nắm cá kéo ra không được, bị ghim nó đâm đau. Đó, ý muốn nói rằng mình thấy danh, thấy lợi gì mình cũng ham, tưởng đâu mà làm được, ai về đâu làm cái mắc nợ. Thấy không? Người ta nuôi cá cái nó cá lợi quá chắc là giàu á. Bán ruộng, bán đất, mướn nuôi cá, lỗ một cái mấy tỷ bạc. Đất cũng tiêu, ruộng cũng tiêu luôn. Từ cái ăn chay ăn hết nổi, ngã ra ăn mặn luôn. Nhiều người tu mà bị như vậy rất có hại. Có nhiều cô tu sĩ tu ngon là lắm mà nói Việt kiều à, ông nói giàu lắm à. Cái qua bển bị ta đài đạo bên Trung Quốc á, bây giờ về cũng không được nữa. Đó, đâu phải thấy người ta lợi mà mình lợi đâu. Đưa vô cái kẹt hôm liền. Cho nên tu đừng có tham. Mình tu mần ăn vậy được rồi, không có ham gì hết trơn. Như vậy mới là khỏi bị kẹt hôm, khỏi bị khổ, khỏi bị chết. Nghĩa là tôi muốn nói người tu mà ham danh năm lợi làm lớn đều tiêu hết, không nào lên thân chứ. Làm nhỏ nhỏ vậy chứ có ăn. Nhớ là như vậy đó. Phật đâu có giúp cho mình giàu, Phật giúp cho mình tu mà. Giàu quá tu sao nổi. Cho nên mấy ông tu mà ra làm lớn là chết mười ngoạn hết mười. Còn đã thất còn chờ nước cứu, mà còn ăn con chốt làm chi. Đó, vật chất là con chốt. Mê cái vật chất này bỏ đạo thì thua, bị chú ý luôn. Rồi kết luận bao nhiêu đến đây kết thúc. Thôi vậy xin thưa hết cả quý vị đồng đạo đi ha. Còn nữa hả? Có gì cơ? Mình hỏi hôm năm đây mà mình ngồi mình đọc bài mắt nhìn trong đỏ niệm Di Đà niệm cho thân này khỏi đội xa đó là ý nghĩa nó làm sao, có mình có đọc có đó được không? Đúng rồi. Cô này chưa hiểu về cái chỗ mà ngày xưa mà Đức Phật Thầy á, nó mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, niệm cho nguyện thân này khó đội xa. Mấy câu này mỗi lần mình có muôn đảo hồng quang qua Đức Phật thấy rồi. Với muôn đảo hồng quang qua Đức Phật đúng đó. Rồi, đúng rồi, để tôi trả lời riêng thôi, khỏi thâu vô nữa. Không, bị mấy câu này mình này có lên mạng hết rồi. Chưa. Ngày hôm qua hôm kia có giải không, rồi. Không có cái này. Về à. Mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà này chú chưa giải. Có cô này mới hỏi thôi. Cái bài thi đó đó, Đức Thầy nói vấn đề mà cái người tu trước khi mà ngồi niệm Phật đó thì đọc cái câu đó, mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến đông qua. Đó, rồi bây giờ có nhiều người chấp, nói mình niệm Di Đà thôi không về Tây Phương rồi về Long Hoa, cái bỏ cái bài đó không có niệm. À, thì cái đó cái sai lầm của mình. Về Long Hoa cũng như về Tây Phương, cái cõi Tây Phương á, thì cũng chỉ sống có 10.000 năm thôi, nó ngang với cõi trời sắc giới. Còn về Long Hoa cũng sống 10.000 năm, nhưng mà kiến diện chân sư tu hành mau đắc quả, về đó có Phật Di Lạc thuyết pháp, mình tu mau đắc đạo. Còn về Tây Phương, nếu cái người kiến lánh ngộ đạo đó, ta niệm một câu về Tây Phương thì thượng phẩm thượng sanh, làm hạnh Bồ Tát, vô cái hoa sen nở liền thì mới là ngon lành, mới là hân hạnh. Trái lại, mình tu thông thường còn làm tội lỗi mà giấy cầu về Tây Phương vào hạng hạ phẩm, trung phẩm thì phải chịu hàng triệu triệu năm cái hoa sen mới nở ra. Nó tu được thì nó thua cái người ở Thượng Hoa, thua cái người về Long Hoa. Cho nên Đức Thầy mới nói như vậy. Cho nên mình học đạo thì phải nghiên cứu cho kỹ để coi chừng mình lầm. À, mình ham về Tây Phương quá rồi cái mình giái mình cầu hoài mà không lo tu tâm chữa tánh thì chết cũng không về Tây Phương luôn. Cho nên vì vậy mà mình tu phải nhận thức cho rõ ràng.
mới không lầm bẩn và mau thành công đắc quả. Dạ. Dạ, thưa ông Năm, mà thí dụ cúng lại rồi mình cầu nguyện cái bài đó cũng được nữa hả ông Năm? Đúng rồi, sau khi mình cúng lại rồi. Dạ. Hay hoặc trước khi cũng được nữa. Dạ. Mình đọc cái bài đó càng tốt. Nó con khùng. Ừ, chứ không sao hết á. Nó con khùng đi đọc cái bài tào lao. Nói vậy đó. Ừ, cái số người đó nói vậy là có lỗi á. Ừ, nói vậy là có lỗi chết ạ. Mấy người đó nói vậy là có lỗi với bề trên, khó. Cái đó là lời của Phật dạy nghe quý vị. Quý vị cảnh giác cho đó nghe. Nói vậy thì có đó lâu lắm rồi mà lúc nào cũng đọc quý vị đó, cũng đà đọc bài mắt nhìn trong đó niệm gì đà. Nhắc lại cái quý vị nào nãy đang nói đó, nói về câu cho đó cô này nói đó ha. Thì quý vị mà bác đó là quý vị sao đọa địa ngục nghe, đó là lời nói của từ được Đức Phật nói nghe quý vị. Đúng rồi. À, quý vị cẩn thận lên chỗ đó đi. Rồi vậy hôm nay xin với lại hỏi gì nữa không ơi? Có hỏi gì không? Năm trước có qua gặp Vinh đó, ở bên chợ mới cái ngang đó. Có qua với nói với Năm lần đó, lúc đó mà thấy được cái biết đó. À, cái biết đó. À, bây giờ tính qua hỏi ông Năm coi cũng như thầy nói đem về giác tánh chân như kim thân thì hiện dứt trừ tử sanh. À, cái đó là hành cái tánh thấy mà thấy nó rất là yên tĩnh, nhưng mà tại sao nó lúc có lúc mắc hoài? Nhờ ông Năm chờ đạo cho lúc cho nó an nhiên gì hoài, không bị lúc mắc hoài. Rồi đồng đạo này ở chợ mới qua nói cái chỗ mà đem về giác tánh chân như kim thân thể hiện dứt từ tử sanh, sao mà đồng đạo hành như thế nào? Hành là cũng như lúc thanh tịnh cực kỳ, lúc thì ngủ đêm mấy ngày tới sáng lại tự mắt một hồi nó mới đảo lại nữa. Dạ. Nói lúc thì tịnh thanh tịnh, lúc thì lại mắt một hồi thì đảo lại. Nhờ chú giải dùm cho đồng đạo này hiểu. Cái đoạn đó là trong cái bài Đức Thầy tặng cho ông Cò Thọ Hảo. À, lúc đó Đức Thầy nghĩa là viết ở Bạc Liêu nhà ông Ký Giỏi. Phá ngũ uẩn rứt lần tham ái, cội sân si cũng phải tảo trừ, mới đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Bây giờ mình phá ngũ uẩn rồi mới có giác tánh chân như, nhớ cái điều đó. Nếu mình không phá ngũ uẩn thì không có về giác tánh chân đừng được. Phá chứ không phải giải nha, giải ngũ uẩn không có thành Phật nha, mà phải phá ngũ uẩn. À, phá tức là phá cho tan ra, không còn ngũ uẩn nữa. Bây giờ ngũ uẩn là cái gì? Nhận xác thân là mình, rồi thọ lãnh mới có lục căn ô nhiễm lục trần, rồi thọ lãnh mới có vui buồn thương ghét, rồi á thì mới tưởng, thọ rồi thì tưởng nhớ ghi nhớ, tưởng nhớ rồi tới hành động thì phải hành động, hành động thì có cái vọng thức vui buồn thương ghét, hơn thua phải quấy tốt xấu đều là hành thức. Bây giờ phá ngũ uẩn tức là mình phá hết, không có thân này thì không có thọ, không có thọ thì không có tưởng, không có tưởng thì không có hành, không có hành thì không có thức. Đó, rồi bây giờ mình đứt hết rồi, thì bây giờ còn cái gì nữa? Đem về giác tánh chân như. Cái tánh chân như của mình sẵn có, tại sao phải đem về? Là phần nhiều tâm hàm của mình, ngồi đây chứ nó nhớ chuyện bên đây, bên đông, bên nam, bên bắc. Cho nên người nào muốn ngộ đạo, muốn kiến lánh, thì đem cái giác tánh chân như của mình trở về ngay cái thân này, không cho chạy đi đâu hết. Tôi Lan biết thì anh ở đây, anh biết chứ anh không quỳ chạy đâu hết. Vậy nó mới đem về giác tánh chân như. Mà giác là cái biết, tánh chân như là sẵn có. Nhận ngay cái biết sẵn có của mình, bất sanh bất diệt từ hồi nào tới bây giờ, thì gọi là kim thân thị hiện dứt từ tử sanh. Kim thân thị hiện là cái gì? Kim thân là thân vàng, thân màu vàng hay thân bằng vàng là thân của Phật, bất sanh bất diệt. Thị hiện là cái gì? Chữ thị là con mắt, tức là lánh thấy. Hiện bây giờ nhìn cái gì cũng đang thấy, nhận ra cái này là kim thân thị hiện đó. Nhận ra cái này là dứt từ tử sanh đó. Ngộ được cái này thì khỏi luân hồi sinh tử thì thành Phật. Cái ý nó là như vậy. Ý là như vậy, nhưng mà ý nói là đã hành được như thế. Nhưng mà còn lúc mắt, cái ví dụ ngủ tối khoảng chừng 5 giờ tới 11 giờ, cái lúc đó rất là thanh tịnh, không rất là yên lặng, coi như là muốn nhiếp sáu căn luôn, nhưng mà sáng ngủ được vậy cái mắt hành một hồi lại mới được. Chú này chú nói á, về ở chỗ chú hành á,
sao mà sáu căn á, thì nhìn thấy được túc tịnh rồi mắt mắt rồi tới ngủ 5 giờ sáng nó có lại là sao? Đúng như mình ngủ thức dậy chỉ bao cái thấy phải không? Không có. Rồi mất phải không? Không không. Tỉnh tỉnh lúc tỉnh chứ đạo, không tỉnh, phải ấy ha. Rồi cái nó có lại phải không? À, 5 giờ sáng có lại. Cái đó cũng không có gì lạ hết á. Nghĩa là không có thần được chưa? Ờ. Cũng như cái lúc mình vừa thấy rồi nó trải qua vọng niệm cho nên nó bị che. Rồi giờ lúc nào nó yên lặng cái nó có lại. Dạ, cái đó kêu bằng Tây phương trước mặt lập lè chỉ trong nháy mắt hoàng theo phủ hoàng. Đó, nó lập lè rồi. Nhưng mà trên chuột cái nó mất. À, chừng nào mình yên tĩnh cái nó ló ra là vậy đó. Ý muốn kêu mình là được. Ừ, đúng rồi, hành đạo là sẽ có cái đó. Chú nó muốn chỉ sao mà cho được gì hoài đó. Rồi giờ này chú hành chứ làm sao. Nghĩa là mình sống với cái thường hằng là được gì hoài. Rỗng không trùm khắp, lặng lẽ sáng biết, cái đó là Phật tánh thường hằng. Ừ, sống thường với cái đó luôn thì nó không có bị khi thăng khi giáng nữa. Còn mình chưa thường nó còn bị khi thăng khi giáng, bám sát hoài thời gian nó thường chứ không có gì lạ hết đó. Biết cái đó trúng rồi đó, bây giờ tôi siết ra vô đó. Rồi chị xin kết thúc được rồi quý vị ơi. Thời Việt Nam không còn nhiều việc lắm. Thôi vậy hôm nay xin chúc toàn thể quý vị hết ha, cũng gắng lo tu hành tinh tấn đi, rồi sau này gặp được những điều may mắn với cái sự hành đạo của chúng mình đó. Thôi chúc quý vị giờ này thì chúng ta cũng còn nhiều việc lắm. Thôi xin kết thúc tại đây đi.